Zalo, Facebook, TikTok, YouTube. Xin chào mấy mem thân yêu. Trước hết, mình xin cảnh báo cấp độ 3 rằng video hôm nay không dành cho những bạn yếu tim hay dễ bị hù dọa đâu nha. Kể cả bạn cực kỳ thông minh thì cũng nên rủ 500 anh em ngồi xem cùng ngay lập tức đi. Vì ngay bây giờ, chúng mình sẽ đột nhập thế giới SCP. Bạn chắc chắn giải được hết thì lên đường thôi. Câu hỏi đầu tiên tương ứng với nỗi sợ cấp độ 1. Đố bạn SCP-4511 là con quái vật gì? Con mèo hay con lợn? Thật không ngờ là mấy bé lợn nhà ta cứ ủn ỉn đáng yêu thế kia, nhưng qua thế giới của SCP thì nó trở nên hung dữ và ma quái hơn bao giờ hết. Bình thường, lợn chỉ ăn cơm rồi ngủ, nhưng con lợn thần chúa trời SCP-4511 lại chỉ thích ăn gì, các bạn biết không? Ăn thịt người. Ôi trời, ngày qua ngày, nó càng có những đòi hỏi quá đáng và vô lý, khiến các ông trùm của SCP phải lao đao suy nghĩ tìm cách đối phó. Và thế giới SCP vẫn còn tồn tại nhiều thực thể đáng sợ hơn thế nữa. Liệu rằng thế giới này có thật không? Nó có ở đâu? Bạn sẵn sàng để đến với những câu hỏi tiếp theo chưa? Câu hỏi thứ hai, theo bạn, quái vật đầu loa chính là SCP bao nhiêu? SCP-6789 hay SCP-999? Loa loa loa, hỡi thần dân chú ý, quái vật đầu loa SCP-6789 đang đói bụng, cần tìm một con mồi ngon nghẻ nào đó để xơi. Bạn sẽ khó mà nhận ra vì nó rất thông minh, ngụy trang thành một cái cây để bắt chước âm thanh nhằm thu hút con mồi. Vì sao gọi nó là quái vật đầu loa? Nó là một con quái vật cao to khổng lồ, được bao phủ bởi lớp da khô và nhăn nheo như xác ướp vậy. Trên đầu có gắn những chiếc loa rè để phát ra các âm thanh khác nhau, nghe cứ chói tai làm sao ấy. Không khác gì tiếng hát karaoke của bà hàng xóm hát sai nhạc. Nó có thể gây nguy hại cho thính giác của chúng ta. Hãy trốn thật kỹ và bịt lỗ tai lại khi phát hiện thấy nó các bạn nhé. Ui ui, may quá, mình có một cách giúp bạn trốn thoát khỏi SCP và không bị nó phát hiện. Bạn nào muốn biết thì đến ngay với câu hỏi số 3. Để tránh việc SCP sổng ra ngoài thì tất cả SCP đều bị làm sao? Chịu đựng quản thúc hay bị thu nhỏ? Nếu một ngày đẹp trời đang dạo chơi công viên với Crush thì bỗng nhiên bạn gặp một con SCP trốn thoát thì sao? U là trời, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì chắc chịu trận cho nó xơi thôi, đó là ý trời rồi. Nhưng đã có cách trị bọn SCP rồi, đó là giam chúng lại và không cho chúng di chuyển nếu có ai nhìn nó. Thế là từ nay chúng ta không còn sợ mấy con yêu quái SCP nữa rồi. Ai hi, mà từ nãy giờ nói như thật thế nhỉ? Rõ ràng mình chỉ nghe nói thoáng qua hay nhìn thấy SCP trên mạng thôi mà. Vậy SCP có thật không mà người ta nhắc nhiều đến thế? Bạn dự đoán xem. Hãy tỉnh táo lên bạn ơi và đừng bị ảnh hưởng bởi những sự hù dọa đáng sợ kia. SCP không có thật đâu, mà thực tế đây chỉ là một website chứa các sáng tác của cộng đồng mà thôi. Tuy thế không có thật nhưng những thực thể hoạt hình với dáng vẻ ghê rợn kia cũng khiến người người nhà nhà ám ảnh nổi gai ốc rồi. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về một dạng SCP hung hăng khác nha. Có một con SCP là dạng virus giống zombie. Đố bạn đó là 610 hay 682? Bí mật được bật mí đây, SCP-610 có tập tính lây lan khá giống zombie các bạn ơi. Có nghĩa là ai đó bị nhiễm bệnh sẽ tìm người khác để lây ý. Tuy nhiên nếu không có ai ra ngoài khu vực nhiễm bệnh thì mối nguy hiểm này vẫn có thể bị kiểm soát. Các bạn có thấy con SCP cũng giống như virus corona không nhỉ? Nhắc tới Covid, ám ảnh quá các bạn ơi. Bạn nào từng bị F0 rồi thì comment mình lập hội F0 chia sẻ kinh nghiệm hồi phục sức khỏe nè. Hey, đang nhắc đến SCP mà cũng bị con Covid ám ảnh nữa, toát hết cả mồ hôi. Thôi, mình nghỉ xả hơi xíu cho bớt căng thẳng bằng ngay câu đố số 6 này nha. Bạn có từng nghe đến thí nghiệm Black Fire Snake chưa? Có nghĩa là con rắn lửa đen, nghe lạ nhỉ? Theo bạn, để tạo ra nó thì chúng ta cần nguyên liệu chính là gì? Baking soda hay muối? Wow, ảo thật đấy, bạn có
có thể thấy trong video, khi chúng ta châm lửa đốt nó sẽ tạo ra một chất rắn màu đen kéo dài ra như một con rắn đang uốn éo. Bật mí ngay đây, nguyên liệu đó chính là baking soda. Bạn cũng có thể tạo ra con rắn khổng lồ nhiều màu sắc ngay tại nhà bằng cách trộn baking soda, đường và cát với nhau. Nhưng thật sự phải lưu ý vì dễ bị bỏng lắm đó nha. Bạn nên rủ phụ huynh hoặc anh chị lớn chơi cùng nhé. Thôi, không chơi với lửa nữa đâu, mình đi chơi với nước đi. Đố bạn, hình ảnh dưới đây ám chỉ từ gì đấy? Hách não chưa, hách não chưa? Một vòi nước đang chảy ầm ầm trên một cọc tiền, đảm bảo đáp án bạn không ngờ tới luôn, đó là rửa tiền. Chính là đáp án cho hình ảnh trên. Tèn tèn, chúc mừng bạn nào có đầu óc tưởng tượng siêu sáng tạo. Tặng bạn một lượt like cho nhanh trí nè. Mà ý chết, hết thời gian nghỉ giải lao rồi. Chúng ta cùng tiếp tục với các câu hỏi siêu cấp VIP Pro rùng rợn bạc trợ tiếp theo. Các bạn nghĩ hồ ly tinh 9 đuôi là con vật có trong phim? Không nhé, thế giới SCP bao gồm cả quái vật này luôn. Đố bạn, nó tên là gì? Tín đồ đam mê SCP và những trái tim dũng cảm sẽ biết, tên của nó là SCP-953. Nó là một con cáo 9 đuôi, có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau và những bạn tinh mắt cũng chưa chắc phát hiện được. Nhưng có một cảnh báo nguy hiểm cấp độ 7 là mỗi khi ai tiếp xúc với nó đều sẽ bị mê hoặc và bị nó dắt theo, không cho về với mẹ luôn. U là trời, sợ chua, chạy lẹ sang câu đố số 8 ngay vào luôn đi. Theo bạn, tổ chức SCP được đặt ở đâu nhỉ? Khu vực 51 hay trong tận lăng mộ Ai Cập? Ôi trời, tổ chức không có thật thì làm gì có trụ sở cơ chứ? Mọi thông tin của SCP mà ta có thể biết chỉ dựa trên website ở trên mạng của tổ chức mà thôi. Tuy nhiên nếu tổ chức này có tồn tại thì cũng là trụ sở bí mật, không thể tiết lộ với thế giới bên ngoài. Bởi vì quy tắc của SCP là luôn luôn tuyệt mật, vì thế thách thức cả giới khoa học hay thám tử lừng danh Conan tìm cũng không ra. Và bí mật tiếp theo, trong một game đình đám cũng có SCP luôn, đó là game Minecraft. SCP-966 là kẻ như thế nào? Đố bạn đoán ra, kẻ cắp mặt trăng hay kẻ cướp giấc mơ? Úi trời, vui nè, kẻ cắp mặt trăng thì có bạn nào mà không biết cơ chứ? Đó là đội quân hùng hậu, những người lùn màu vàng Minion. Còn SCP-966 là những sinh vật săn mồi nhưng chỉ vào ban đêm, còn được gọi là kẻ cướp giấc mơ. Một sinh vật có hình dáng trông giống con người nhưng không có lông, sở hữu khuôn mặt thon dài với miệng có những chiếc răng sắc nhọn. Công nhận, ai sáng tạo ra thế giới SCP mà trí tưởng tượng phong phú ghê. Để trấn an tinh thần của các bạn, mình có một trò chơi đuổi hình bắt chữ nho nhỏ nhưng có võ sau đây. Bạn hãy quan sát thật kỹ bức hình này và đoán ra đây là từ gì? Ố là la, hết giờ rồi, solo không? Dễ ẹt luôn nha, một cái tai đang vẽ tranh. Vậy đáp án, y là tai họa nha mấy mem đẹp trai xinh gái. Ai đoán đúng chỉ trong 5 giây thì comment bên dưới, biết đâu vài bữa nhanh trí có quả xịn sò con bò cho những bạn may mắn đấy. Hi, thấy mấy bạn thông minh quá, mình khuyến mãi thêm một câu nữa nè. Đố bạn, đây là từ gì? Bạn nào thánh thống trị bài tiến lên, dân chơi không biết thua là gì, nhìn phát biết liền, đó là con cơ nha. Cộng thêm trái bắp kế bên nữa là cơ bắp nha. Hey, câu đố thứ 13 có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại vì trong thế giới SCP có tồn tại quái vật cù lét đấy. Theo suy luận thần thánh của bạn thì quái vật đó có tên là gì? Bởi vì có cái tên ngộ nghĩnh như thế nên SCP-999, quái vật cù lét không làm hại con người. Hơn nữa, chúng có đặc tính giống loài chó nên SCP-999 rất yêu quý con người. Phần lớn SCP này tồn tại dưới hình dạng một chiếc ghế. Ủa? Theo chia sẻ của những người từng mắc chứng trầm cảm, họ có một góc nhìn lạc quan hơn sau khi tiếp xúc nhiều với SCP-999. Hóa ra trong thế giới đáng sợ kia có một sinh vật lành tính hơn những con còn lại cơ à. Ý trời, quên, các bạn nhớ subscribe nhé. Hết giờ rồi.